Thank you.
Con cháu nó đang ngồi đây nhỉ? Đứa nào như cái trà sao đây? Nào con, thế nào con lại lại nơi con ngồi? Ông ơi, cháu lại này nằm đây nhỉ? Sao con? Cháu ơi, sao này ngủ đây con? Ừ? Sao này ngủ đây? Con bị người ta đốt nhà rồi ạ. Vâng. Làm thế nào mà cái nhà này lại đang năng lực đốt gì ạ? À? Con cũng không biết, con đi chặt cây về thế là nó đốt nhà của con. À, thế à? Cháy đi hết rồi, con không ở được. Thế là ông bảo lên là cho con đi bảo tạm nhé. Vâng. Thế rồi đứng lên mình dọn về cái nhà kia là đó. Vâng, con cảm ơn. Này. Các con ở đâu thì cũng tỉnh ra cảnh giác nhé, trộm cướp thì con nhà con nhiều người nhá. Cảm ơn bà nhé. Về nhà của bà nữa tạm nhé. Vâng. Bây giờ cẩn thận nhà bà đây à bà. Ừ, nhà bà đây. Ừ. Chúng con ở tạm nhé. Vâng. Tạm ở nhà bà là cho ở. Nhà bà đây à bà. Ừ, nhà bà đây. Nhà bà đẹp thế à? Ừ, không bằng làm đi là bà làm đứng đều để trông coi cùng một tí. Vâng. Lương của bà cũng ở đây à bà? Ừ, bà quanh quanh ở đây là lương của bà ở đây, bà làm cái nhà này. Đấy, chỉ là chủ yếu là cái nhà này để nuôi cái để coi lương thôi mà. Vâng. Đấy, 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 đấy. Cảm ơn ông bà nhé. Ừ, đi dọn dẹp đi về ở tạm nhé. Vâng. Đến bao giờ thì... làm cái này này để trông coi cái khu này giờ. Vâng. thì cần nghiện. Ông mới làm xong à ông bà? Ừ, ông mới làm xong thì cháu đang bảo. Vâng. Con trông coi ông bà. Thế vậy ta coi cho bà hai cái quả mướp đây kìa. Con có muốn ở nuôi xu dọn luôn hết cả những cái chỗ này đi, có thể là à, đi lại gẫm vào. Vâng, ông bà muốn làm đến chứ chưa đến đây mà chưa còn chưa xu dọn gì rồi. Bây giờ các con là cứ nữa thì cho con về đi con tạm thằng lâu thì trông coi cho ông bà. Vâng. Cái đồ dùng nó còn không? Cái con màn nó đi phải nhiều mũi lắm chứ. Có con màn không có gì về. Vâng, mấy nữa con đi chợ một tí mua. Mấy hôm nữa thì có một mũi nó cần chết. Thì đấy, chí sang lấy tạm cái màn của bà mà đấy, tạm đã. Vâng. Đấy, muộn rồi ông bà đi về đây. Thế vâng. Con ở đây để xu dọn những chỗ này đi, có để dám ra vào dám mình nhá. Vâng, con cảm ơn ông bà nhé. Dọn dẹp nhé, bà đi về làm cơm cho ông ăn. Vâng. Ông bà về nhá, con cảm ơn ông bà nhé. Ông bà về nhá. Đây kia quả của bà này. Bà không biết gì này. Ông bà giờ đi làm về, về giờ gần nấu ăn. Vâng. Có sang ông chơi không? Vâng, lúc nào có sang. Thank you.